Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg ạ, rất nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp. Những cái giò lan đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa rất là tuyệt vời luôn, với giá vô cùng là yêu thương để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cái giò lan đẹp nhất cho sân vườn của nhà mình ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Gà tròn của vùng Cao Bằng, một trong những mặt bông được coi là đẹp trong tất cả những mặt bông gà tròn. Cô chú anh chị nào đã được từng thưởng thức thì biết rồi, thân như gà dẹt nhưng khi sổ hoa mặt bông là mắt nhung đen rất là đẹp luôn. Hàng bên em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi và cây hiện tại đang lên mầm rất là xinh. Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé, tức là hơn 50.000 cô chú anh chị có giò lan gà đẹp rồi đấy ạ. Sau bên này đây thì em có em có một phần duy nhất dáng hương tam bảo sắc. Và những cây tam bảo sắc này ở cái vùng mà em đang bán ở đây thì đa phần sẽ là màu vàng ạ. Màu vàng và sắc hoa của nó sẽ gần như là hoàng nhạn ấy. Một lô như vậy thì cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp rồi. Thì cái lô dáng hương tam bảo sắc này em xin phép được bán với giá là 70.000 cho cả toàn bộ cái lô này cô chú anh chị nhé. Hàng hoàn toàn đủ ngọn và đẹp, để ghép một thuần giò rất là tuyệt vời luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái phần hài Helen vô cùng là xinh đẹp luôn ạ. Cái dòng hài Helen là chuẩn bị đi đến mùa hoa rồi cô chú anh chị nhé. Một trong những dòng lan hài quý của rừng Việt Nam ạ. Khi nói đến dòng lan hài chắc chắn của rừng Việt Nam, chắc chắn là không thể nào bỏ qua cái mặt bông của dòng lan hài Helen. Với được mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng, vô cùng sai bông, dễ thuần, dễ chăm. Mặc dù phân bố hẹp nhưng mà lại thích nghi ở mọi vùng miền luôn ạ. Thì ở đây thì em có những phần lan hài Helen này. Hiện tại thì người ta bán hàng gọi là cái hàng mà là hàng thuần ấy thì cực kỳ là đắt. Thì ở đây em sẽ bán giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Những cái hài mà em nghĩ rằng là cực rẻ để cô chú anh chị có thể sưu tầm những bông hài Helen cực xinh đẹp. Ở đây thì em có cái phần số 1 này, phần này em gọi là phần hài số 1 ạ. Một cái rề to khổng lồ như thế này. Đó, một rề rất là to luôn. Rề hài Helen này em xin phép được bán với giá sẽ là 120.000 cho rề hài Helen rất là to này cô chú anh chị nhé. Và hình số 2 ạ, phần số 2 thì cô chú anh chị thấy là hai rề rất là xinh luôn. Phần số 2 này em bán với giá sẽ là 80.000. Và phần số 3 là 3 rề nhá cô chú anh chị ạ, cũng là hai rề ạ. Hai rề này em xin phép được bán với giá là 70.000. Và phần số 4 này rất là đẹp nhiều luôn ạ. Phần số 4 này là nguyên một rề nhưng mà phần gốc rễ của nó ấy thì cũng không có nhiều đất lắm nên là nó cũng rề này nó cũng nó ở như vậy này. Thì em bán cái rề này với giá cũng 70.000 ạ. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 5 là 3 rề cô chú anh chị nhé. 3 rề hài Helen cực xinh này, 80.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là phần số 6. Phần số 6 này em bán với giá là 70.000. Và phần số 7, phần số 7 là một cái lô rất nhiều, rất nhiều luôn này cô chú anh chị này. Ở chỗ này cô chú anh chị chắc cũng phải ghép được khoảng tầm 3 giò. Em bán với giá là 70.000 cho phần số 7. Phần số 8 cũng là nguyên một rề. Nguyên một rề này em xin phép được bán với giá là 70.000, phần số 8 là 70.000. Nếu như cô cái dòng hài Helen này là chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Nếu mà những cây nào mà mèo sớm thì hiện tại là đã bắt mồ đầu là mèo rồi đấy cô chú anh chị. Cô chú anh chị lấy bây giờ thì là sẽ được ngắm mùa hoa trọn vẹn luôn nhé. Sang bên này đây thì em có một cái combo, một nhánh tam bảo sắc này. Rất là nhiều cái phần trầm ở đây ạ. Về cô chú anh chị làm cái giò quá ổn luôn này. Hai cái rể vảy rồng và cái lô này em sẽ bán với giá là 70.000. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hoàng. Cái dòng hoa này em bán với giá là 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. Hoa với cánh vàng cam và cái họng thì cái lưỡi của nó là màu hơi phớt ngà vàng và lưỡi của nó sẽ là màu cam đỏ rất là nổi bật luôn. 80.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,5 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo lô này, một lô cực nhiều như vậy.
có 40.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là kiều tím miền Trung, hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Cái dòng kiều này thì không thân không quá dài quá ngắn, không quá dài cũng không quá ngắn, vừa tầm ghép đẹp luôn ạ. Giá của kiều tím bình thường tầm ít nhất là 330. Hôm nay thì cái lô kiều tím này xin phép bán với giá chỉ có 300.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. 300.000 cho 1kg kiều tím miền Trung đấy ạ. Và sang bên này một lô thanh đạm sữa rất nhiều này, em bán là 30.000 cô chú anh chị về ghép chơi ạ. Cái dòng hàng cực rẻ nhưng mà không hoa không kém cạnh bất kỳ dòng lan đắt tiền nào đâu nhá. Bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo thập hoa, những cái bông thập hoa, cánh hoa hồng và cái họng đỏ rất là xinh luôn như thế này này. Đó, cái dòng hoàng thảo thập hoa đa số là những cái rề xinh xinh như vậy để cô chú anh chị rất là dễ ghép luôn. Thập hoa em xin phép bán với giá là 100.000 cho 1kg, hàng của ngày hôm nay là 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này đây thì em có cái dòng lan hỏa hoàng cam ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cây hỏa hoàng cam, cái dòng này thì không phải lúc nào cũng có hàng. Thân rất là nù và khi mà sổ bông cái dòng hỏa hoàng cam này này, bông hoa to, cánh trắng nuột và cái đặc biệt là cái lưỡi của nó nổi bật là màu cam đỏ, cam tươi, màu cam đỏ rất là nổi bật trên cánh hoa màu trắng, hoa rất là to. Với giá 260.000 trong 1kg em sẽ bán từ 0,2kg. Với 0,2 cô chú anh chị sẽ được một lô như thế này, thoải mái cô chú anh chị về ghép siêu tầm rồi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có một cái phần hoàng nhạn này. Hoàng nhạn tháng 8 thì nó có phần là hơi héo cô chú anh chị nhé. Một cái phần hoàng nhạn tháng 4 chứ. Hoàng nhạn tháng 4 ạ, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây, 8 cây này. Xin phép bán 60.000 cho 8 cây nhạn này này. Sang bên này đây sẽ là những cái giò lan thuần phải nói là siêu rẻ và đẹp luôn ạ. Cực rẻ và đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái giò giả hạc Hawaii. Hawaii là bình thường hoa nở vào thời điểm Tết ạ. Giả hạc Hawaii này thì một chậu như vậy ít nhất phải tầm 5 thân ạ. Với giá em bán chỉ có bao nhiêu nhỉ? 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Quá là rẻ so với cái vẻ đẹp mà nó sẽ mang lại cho mình đấy ạ. Một chậu ít nhất là 5 thân cô chú anh chị ạ. Đó, ít nhất là 5 thân. Một chậu trầm rồng đỏ duy nhất ạ, thân mập nú này. Nay cái chậu trầm rồng đỏ này em sẽ để với giá là 110.000 cho chậu trầm rồng đỏ này thôi. Cũng là hoa nở Tết nhé cô chú anh chị nhé. Trầm rồng đỏ với sắc hoa đỏ thắm và hoa nở thời điểm Tết, những cái thân này đến cuối năm chắc chắn cô chú anh chị được mấy giò lan quá là tuyệt vời luôn. Bên này đây thì em có những cái giò lan giả hạc Pháp ạ. Giả hạc Pháp cô chú anh chị này, một cái chậu như vậy phải rơi vậy nhất là 6 thân. 6 thân cô chú anh chị nhé. Và đến cuối năm mỗi một thân như vậy thì sẽ có cả những cái thân có thể đạt dài đến cả mét và hoa thì sai bông từ gốc đến ngọn luôn ạ. Chỉ có giá là 120.000 cho một cái giỏ giả hạc Pháp cực đẹp như thế này thôi cô chú anh chị nhá. Giá quá là rẻ so với cái vẻ đẹp mà cũng như là cái hương sắc mà nó mang lại cho mình luôn. Có hơn 100.000 cho một cái chậu lan quá là đẹp như thế này. Và tiếp sang bên đây thì em có những cái cây thiên nga này cô chú anh chị này. Những cái chậu thiên nga đây ạ. Dòng thiên nga, hàng đã trồng thuần ổn định trong chậu rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Năm thứ 3, thứ 4 hết rồi, đây là dòng thiên nga đỏ. Và chắc chắn là đến mùa hoa cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa gọi là đẹp trọn vẹn nhất rồi. Em bán một cái chậu thiên nga như vậy với giá chỉ có 110.000 cho một giò thiên nga thôi. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cây lan quân tử này. Nhiều cặp lá nhé cô chú anh chị nhé. Dễ thuần, dễ chăm. Em bán với giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi. Và là những cây trưởng thành nhiều cặp lá đẹp như vậy, cô chú anh chị có thể để trong phòng khách, bàn làm việc hay phòng ngủ. Thứ nhất vừa tạo không gian xanh, thứ hai nó mang một cái tác dụng vô cùng tuyệt vời, đó là giúp loại bỏ những chất khí độc hại ở trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi nhé. Đó, có 70.000 thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu trầm tím rừng này ạ. Siêu mầm đẹp như vậy này. Đó, một cái chậu trầm tím rừng này em xin phép được bán nó với giá chỉ có một chậu trầm tím rừng này chỉ có giá là 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều mầm đẹp luôn đấy ạ. Năm cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cực mướt luôn này. Một cái giò đang đi ngọn phải hơn chục thân như thế này. Trước đây một thân hơn 300.000 thì thời điểm bây giờ một cái chậu trầm như vậy đến cuối năm chắc mỗi một thân phải dài ít nhất là 80 cm. Em bán một cái chậu trầm như vậy với giá sẽ là 190.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là những siêu phẩm đen đỗ úc mắt đen ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những cái giò đen đỗ úc mắt đen đẹp lộng lẫy như thế này, một chậu phải rơi vào ít nhất là chục thân. Và hiện tại thì cây đã bắt đầu đi vào cái giai đoạn gọi là thu ngọn rồi cô chú anh chị nhé. Giai đoạn thu ngọn rồi đấy ạ. Đó, để chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa Tết cũng như là hoa xuân vô cùng là tuyệt vời đấy ạ. Giá em bán một cái chậu đen rỗ úc mắt đen này, hoa đủ những cái tiêu chuẩn để mà gọi là đáng chơi, đáng thưởng thức nhất. Bền, đẹp và thơm cô chú anh chị nhé. Độ bền phải tầm trên 2 tháng với sắc hoa của nó thậm chí tím hơn cả kèn. Đó, thì một cái chậu đen rỗ úc mắt đen đẹp và đáng sưu tầm như vậy ạ. Với giá em bán chỉ có 250.000 cho một giò thôi.
Đấy, thay vì đến cuối năm mình vội vàng mua những cái chậu lan Dendro của Trung Quốc với cái giá một chậu 2-3 thân rất nhiều nụ, để mà chơi vài 200-300 nghìn, thì ở đây mình lấy sở hữu ngay một giò hơn chục thân như vậy, chỉ có 250 này cô chú anh chị này. Và bên này đây ạ, những cái chậu trầm cổ cực xinh ở đây ạ. Những chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi nhá, hoa siêu sai bông và cũng nở hoa thời điểm Tết. Một cái giò trầm cổ như thế này ạ, rơi vào ít nhất là 5 thân hoặc là 6 thân. Đó, hàng vừa về đẹp, cực đẹp luôn cái dòng này này. Không phải tự dưng nó gọi là trầm cổ đâu, đây là một cái dòng lan đẹp mà đã được giữ giống rất là lâu rồi, hoa rất là đậm đà luôn. Đó, một cái chậu trầm cổ của ngày hôm nay chỉ có giá là 120.000 cho một cái chậu trầm cổ này thôi cô chú anh chị nhá. 120.000 thôi và rơi vào ít nhất là 5 thân cho một cái chậu trầm cổ ạ. Đấy cô chú anh chị có thể thấy là năm trước ạ, năm trước những cái thân trầm cổ này thì nó đã nở hoa hết rồi. Hoa tím đậm đà, vô cùng nổi bật luôn nhá. Và bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ, những cái giò lan vũ nữ. Những cái cây lan vũ nữ gọi là đẹp đáng sưu tầm nhất ạ. Và giờ riêng dòng vũ nữ thì có cái đặc điểm rất là nổi bật, đó là dễ thuần dễ chăm này, mà lại cho hoa quanh năm và hoa cực kỳ là thơm nữa. Đó, đó là những cái điểm rất là nổi bật mà đáng sưu tầm. Và ở đây thì em có những cái cây cây vũ nữ này gọi là đáng sưu tầm nhất trong tất cả những dòng lan vũ nữ mà những ai chơi là chơi lan vũ nữ chắc chắn là không thể thiếu cho sân vườn của nhà mình rồi. Đầu tiên sẽ là những cái cây vũ nữ hoàng hậu xanh trước mặt cô chú anh chị đây ạ. Giả hành to bự luôn, khi mà sổ hoa thì mỗi cần hoa phải dài hơn cả mét, thoải mái uốn tạo dáng theo sở thích của mình luôn. 140.000 cho một giò thôi ạ. Sang bên này đây thì là dòng vũ nữ sô cô la baby. Cái dòng này cần hoa cũng sẽ dài hơn cả mét đấy cô chú anh chị, nên có thể thấy là cần hoa vươn dài như vậy này. Một cần hoa thôi, một giò một cần hoa thôi cũng đủ đẹp mê mẩn, với cái hương thơm với sắc đẹp của nó sẽ phân rất nhiều nhánh. Nhiều nhánh trên một cái cần hoa này, phân cả gần cả chục nhánh nhá cô chú anh chị nhá. Và một cái giò lan như vậy em bán với giá là 180.000, 180.000 cho một cái chậu vũ nữ sô cô la baby này ạ. Sau bên này đây cũng là một cái dòng lan vũ nữ rất là độc đáo và đẹp, đó là cái dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh ạ. Vũ nữ hoàng à không phải vũ nữ hoàng hậu xanh, đây là vũ nữ mèo cam hay còn gọi là vũ nữ cam lửa nhá cô chú anh chị nhá. Mặt hoa rất là độc đáo và rất là đẹp luôn, hiện tại cũng đang nụ. 180.000 cho một cái chậu vũ nữ mèo cam xanh mướt và đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc nữ ạ. Hàng đang nụ cực xinh luôn đây cô chú anh chị. Chậu thì rất nhiều giả hành, không phải tự dưng mà nó có tên là ngọc nữ đâu ạ. Một cái chậu ngọc nữ như vậy em bán với giá nhiều giả hành đang nụ này, 180.000 cho một giò nhá. Cắt lai ạ, dòng lan cắt mini, nói là cắt mini nhưng bông hoa rất là to luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, một chậu xanh mướt như thế này. Một chậu lan cắt lai ạ, dòng lan cắt mini ạ. À, cô chú anh chị có thể nhìn cho em cái bông hoa của nó, dòng này cũng cho hoa quanh năm này, cực xinh luôn như thế này. Và một cái chậu cát như vậy em bán với giá chỉ có 90.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị nhìn cái mầm của nó này, rất là khỏe, đẹp và dễ thuần dễ chăm luôn ạ. À, bên này đây thì em có những cái giò lan này là những cái cây cây lan hoàng tử áo trắng nhé. Một chậu hoàng tử áo trắng này, thân lá to bự và bông hoa khi mà sổ bông ấy, cần hoa rất là cao và đẹp luôn. Một chậu hoàng tử áo trắng như vậy em bán 180.000 cho một giò. Và bên này sẽ là những cái chậu trầm trắng cực xinh luôn ạ. Chậu trầm trắng, trầm đỏ hay trầm trắng, mỗi một cái loại lan đều có vẻ đẹp riêng ạ. Riêng trầm trắng thì hoa trắng ở đây là sẽ là trắng không tì vết và hoa thì vô cùng là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Chậu trầm trắng này rơi trên cũng rơi trên 5 thân. Một chậu trầm trắng như vậy em xin phép được bán một cái chậu trầm trắng này với giá sẽ là 120.000 cho một chậu trầm trắng ạ. Đó, rơi trên 5 thân. Đấy, một cái giò trầm trắng như vậy mà khi mà sổ bông thì em nghĩ rằng là quá là đẹp, với rất là nhiều thân hoa như thế này này cô chú anh chị này. Bên này đây sẽ là cái dòng mà Dendro cô chú anh chị nhá. Đây là cái dòng dạng Dendro, gọi là dòng Dendro đột biến ấy cô chú anh chị. Đây là cái dòng Dendro hoa vàng và cái họng đen nhá cô chú anh chị nhá. Cánh hoa vàng, gọi là cánh hoa vàng như kiểu như là cái vàng vàng của cái dòng gì nhỉ? Đây là cái dòng cánh hoa của nó là cánh hoa vàng. Đấy, dòng gọi là dòng Dendro đột biến. Hôm nay em lại không đưa cái, không có cái hình ảnh mặt hoa để cô chú anh chị xem rồi. Cái chậu Dendro hoa vàng này này, bình thường người ta bán thân vài trăm nghìn luôn đấy cô chú anh chị. Cả một cái chậu Dendro vàng như vậy em bán với giá là 190.000 cho một cái chậu Dendro vàng. Em dám khẳng định cô chú anh chị là cái dòng này ấy là cánh nó vàng nhá cô chú anh chị nhá. Vàng, vàng như kiểu như là gần như là hỏa hoàng cam ấy cô chú anh chị ạ. Đó, cái sắc hoa vàng và cái họng là họng đen, rất là đẹp luôn.
Em bán một cái giò như thế này là 190.000. Mà em nghĩ rằng là khi mà đến mùa hoa thì một cái chậu đendro vàng này chắc phải không dưới 300.000 đâu cô chú anh chị ạ. Đây là cái dòng lan gọi là đendro đột biến ấy. Tiếp sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị mình có thể chọn lựa những phần lan gọi là đẹp và ưng ý cho sân vườn của nhà mình cô chú anh chị nhá. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Đầu tiên sẽ là những cái cây dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng, một cái mặt bông mà có lẽ những ai chơi lan chắc chắn là đều muốn sở hữu. Nó có rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau cô chú anh chị nhá. Rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau đây ạ. Cô chú anh chị đang xem một số những cái mặt bông của dáng hương đuôi cáo trên cùng một cái giò cáo của nhà em nhé cô chú anh chị nhá. Đó, có những cái mặt bông nó tím đậm này, có những cái mặt bông nó tím nhạt hơn đây cô chú anh chị. Đấy, có những cái bông cánh mai rất là đẹp như thế này. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị. Đầu tiên sẽ là hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 nhé cô chú anh chị nhá. Dòng này thì là nhiều cô chú anh chị hình như em bán rẻ quá hay sao mà cứ nghĩ rằng là nó là tam bảo sắc. Cô chú anh chị nhìn cho em nó khác hoàn toàn với tam bảo sắc cô chú anh chị nhá. Chuẩn quế trắng tháng 8 cho cô chú anh chị, rẻ đẹp luôn ạ. Một cái hình quế trắng tháng 8 số 1 này có 4 ngọn rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Với giá chỉ có 210.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 210.000 hàng quế trắng tháng 8 đấy ạ. Và hàng hiện tại thì những cây nào mà nụ sớm là bây giờ đã nụ rồi đấy ạ. Hình tiếp theo hình số 2. Hình số 2 quế trắng tháng 8 sẽ là 2-3 ngọn xếp VIP đẹp như thế này. Xin phép em bán 250.000 và sang hình số 3 sẽ là một cái hình phải nói là cực kỳ là VIP ở đây. 3 ngọn không phải, 2 ngọn quế rất là VIP ở đây cô chú anh chị này. Không phải lúc nào cũng có những cái ngọn quế nó VIP như này đâu. Ngọn này là ngọn số 1 này, xếp rụt và bản lá to vừa ngắn nhất cô chú anh chị nhé. Ngọn số 2 đây ạ, bản lá này có khi cũng gần đạt đến 4 cm rồi. Đó, 2 ngọn quế xếp rất là đẹp này. Em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá sẽ là 320.000. 320.000 cho cái cặp quế lan hương, quế trắng tháng 8 số 3 và quế số 4. Cả cái lô quế số 4 này em bán với giá có 80.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Và quế số 5 này, quế số 5 em xin phép được bán nó với giá là 220.000 cho cái hình quế số 5 này. Có tất cả là 4 ngọn quế ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 là một phần dáng hương đuôi cáo. Như lúc nãy em đã, cô chú anh chị đã cùng em xem ở những cái mặt bông của cáo Cao Bằng, cáo vùng Cao Bằng quê em cô chú anh chị nhé. Một cái lô cáo này có tất cả là 8 cây ạ. 8 cây cáo ở đây em xin phép được bán với giá sẽ là 120.000 cô chú anh chị. Mùa này là cái mùa ghép cáo đẹp nhất trong năm nhé cô chú anh chị. Ngay cả những người mà mới bắt đầu tập chơi cáo thôi, em khẳng định cô chú anh chị vẫn có thể ghép được, bởi vì đây là cái mùa ghép rất là đẹp. Và sang phần tiếp theo là hình số 7 này. Một cái phần gồm có 4 cây cáo rất là to luôn, mà em thấy là cái mặt bông cáo này cũng cực xinh luôn cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn đấy cái mặt cáo này này. Và hình này xin phép em bán với giá sẽ là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 8 ạ. Hình số 8 này em có 8-7 cây và cái hình này em cũng xin phép bán 130.000. Và hình số 9 sẽ là một cái hình mà có khá là nhiều những cây xếp. Và ở đây thì em thấy là có cái mặt bông này chắc là sẽ khá là hồng đẹp đấy ạ. Khá là hồng đẹp ở đây cô chú anh chị nhé. Hình này thì em có em có cái hình này là có 2-3 cây xếp rất là đẹp này. Ba cây xếp rất là đẹp ở đây ạ. Cực giá trị luôn này. Ngoài ra thêm 3 cây này nữa. Và hình này tổng là 6 cây. Em bán cái hình này với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này thì em có 7 cây thôi ạ. 7 cây thôi cô chú anh chị nhé. 120.000 cho hình 7 cây này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Một cái giò cáo thuần ạ. Giò cáo đã thuần, mặt bông cũng rất là đẹp luôn như thế này. Đang có 2 cái vòi nụ. Và cái giò này em xin phép bán với giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Chậu cáo này 3 cây và cái mặt bông này có cái mặt bông cũng hồng rất là đẹp luôn. Đấy, có hai cái mặt bông như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Cái giò cáo này xin phép em bán với giá sẽ là hình này gọi là hình 12. Em bán với giá là 200.000. Và hình tiếp theo 13, một cái chậu cáo xinh, lá xếp thẳng tắp luôn như thế này. Ôi cây này đang nụ trước cô chú anh chị. Nụ này còn khá là non này. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa đẹp luôn. Cái giò này em xin phép bán 150.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Cái giò này cũng là có 3 cây ạ. 3 cây. Trong đó trước đây có một cây nó bị lỗi ngọn và hiện tại nó mọc cây con rất là xinh như thế này rồi đây. Đấy, nên là nhìn cái cậu chậu khá là sum xê. Chậu này em cũng bán 150.000, bản lá khá là to. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15.
Hình số 15 cũng vậy này, hình này cũng có 3 cây cáo. Trong đó có một cây lỗi ngọn thì bây giờ nó mọc cây con mới rồi, rất là cao đẹp rồi, bù lại rồi. Em cũng bán 150.000. Và sang hình tiếp theo là hình 16. Chậu này em cũng bán là 150.000 đó. 150.000 em dám khẳng định cô chú anh chị không mua nơi nào được những cái chậu cáo xinh và rẻ như thế này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17 này. Chậu này 2, 4, 6 cây. 6 cây cáo cô chú anh chị nhá. 6 cây cáo đang có một cái giò mà nụ cánh mai rất là đẹp luôn như thế này ạ. Nụ cánh mai rất là đẹp luôn. Thì cái giò này em xin phép được bán với giá là 220.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 18. Chậu này có 4 cây. Đó, 4 cây thì một đang có 3 cây, đang có 2 cái hoa đang nở rồi. Thì bông hoa chậu này thì có một bông khá là đậm, xinh như vậy. Có một cái cây này còn đang nụ nữa. Thì cái giò cáo này em xin phép được bán 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 này. 19 là 4 cây, em bán chậu này với giá là 200.000. Và hình tiếp theo là hình số 20 ạ. Chậu cáo 20, 2, 4, 6 cây. 6 cây cáo này em xin phép được bán với giá là cũng 200.000 cho chú anh chị nhé, 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 21. Đây là một cái giò nguyên bản. Cái giò nguyên bản đó. Cây nhỏ nhưng mà cực có võ luôn. Có đến cả 3 cái cần hoa của chú anh chị này. Có tất cả là đây. Có 2 cây xếp sinh ở trên này, có cả bên dưới này nữa. Thì cái giò này em xin phép bán 180.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. Một khúc nguyên bản. Một khúc nguyên bản nhưng em đã treo vườn khá là lâu rồi. 180.000 ạ. Và sang bên này đây thì em có phần kiều tím miền Trung này. Đó, kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Một cái giày kiều tím miền Trung số 22 em có bán hàng cân bên kia với giá 300.000. Cô chú anh chị thoải mái chọn hàng đẹp. Đây cái giày kiều tím 22 này cô chú anh chị nhìn thấy ạ, rất là đẹp luôn ạ. 180.000 cho giày kiều tím này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình 23. Hình 23 cái giày kiều này em xin phép được bán với giá sẽ là 160.000. Và hình 24 thập hoa. Thập hoa em có bán 100.000 1kg đấy ạ. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo giày này. Đó, về là ốp lên gỗ là xong luôn. 70.000 cho cái giày này thôi ạ. 24, 70.000 thôi. Mới giày thập hoa rất là xinh như này luôn. Hình số 25, cái giày này em bán có 60.000. Một cái giày rất là to luôn như thế này. Và hình tiếp theo 26, 90.000 cho cái giày thập hoa này. Và 27 ạ. 27 cái giày này đang rất nhiều bông hoa bung lụa xinh đẹp luôn này cô chú anh chị này. Những bông thập hoa hồng, cánh hồng rất là xinh luôn ở đây này. Đó. Cái giày này em xin phép bán là 80.000 nhá. Và bên này đây sẽ là hài hương. Chưa bao giờ hài hương nó rẻ đến vậy luôn cô chú anh chị. Hài hương ạ, cái hình hài hương này bản lá đó có một cái điều đặc biệt nên là giá nó sẽ cao hơn một chút nhá cô chú anh chị nhá. Cái giày này là hài hương lá mít ngắn, vừa to, lá vừa to vừa ngắn. Cái giày hài hương 28 này em bán với giá là 200.000. Thì giày 28. Giày 29 nhá. 29 này. Cái lô 29 này thì có tất cả là 3 cây, trong đó có một cây mẹ con mà lá chân tím, có cây chân tím nhá. Hình này em xin phép được bán với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo hình 30, cả cái lô này. Đó, cả cái lô này có đến 4 một cặp mẹ con với một cây, hình em bán hình này 150.000 luôn. Hình tiếp theo hình 31, cái hình này cả lô này em bán có 120.000. Hình 32, một cái dề, nguyên một cái dề, bản lá to dài đẹp. 220.000. Và hình số 33. 160.000 cho dề này, một cái cây tổ quạ. 34 cây tổ quạ này. Em bán 20.000 cho cây tổ quạ này. Đó, cô chú anh chị nhá, 20.000 cho cây tổ quạ này ạ. Bên này đây sẽ là hình 35 phi điệp vàng. Phi điệp vàng hiện tại đang bắt đầu là lên mầm gốc mới rồi. Cô chú anh chị thấy này. Một thân tơ như thế này sẽ cho hai mầm gốc. Nên là với một cái giò phi điệp vàng như thế này này. Đến mùa hoa em chắc chắn rằng là cô chú anh chị thứ nhất là có một cái giò lan đẹp. Sang năm cô chú anh chị có giò lan thân tăng gấp đôi. Một trong ít những cái dòng lan nở hoa tháng 8, cái dòng phi điệp vàng này. Cái giò này em bán là 120.000 thôi ạ. Và hình 36 cũng vậy này. 36 đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái giò 36. 130.000 cho cái giò phi điệp vàng 36 này. Hình 37 ạ. Một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng rất là xinh luôn đấy ạ. Mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng. Bông hoa to đùng luôn. Cái giò điệp tím này em xin phép bán một lá mít luôn nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 luôn cho giò điệp tím này. Mỗi phần hoàng thảo hương vani ạ. Xanh mướt như thế này em bán có 70.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đảm bảo rẻ. Không nơi nào rẻ bằng. Rồi ạ. Sang bên này đây thì em có một cái trụ cáo. Cô chú anh chị nhìn cho em, ngắm cho em, chiêm ngưỡng từ xa cái trụ cáo này nhá cô chú anh chị. Trụ cáo này thì hiện tại đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 vòi bông và một vòi còn đang nụ bên kia nhá. Và đặc biệt là cô chú anh chị có thể nhìn cho em một số cái mặt bông cực xuất sắc ở đây. Lúc này em đã cho cô chú anh chị xem rồi ạ. Đó, bông hoa này rất là đẹp luôn. Nó là dòng cánh mai mà cánh hoa sắc đậm nhá. Cánh hoa tím đậm rất là đẹp luôn này. Mà nó lại là cây một mẹ vài con ạ.
một mẹ với vài cây con nhé cô chú anh chị nhé. Cây này là một mẹ với vài cây con đó. Và ngoài ra cũng là một cái mặt bông mà em cảm thấy rất là ưng luôn ở đây này cô chú anh chị này, rất là ưng luôn ở đây. Cái mặt bông này thì lại nhạt màu hơn ạ, và bông hoa cánh rất là cân đối, cánh hoa rất là cân đối, dòng là hoa cánh mai rất là cân đối, tròn và rất là đẹp như thế này đó. Riêng cái cây này thì bản lá gần đạt có cây bản lá trên 4 sen, gần đạt 5 sen cô chú anh chị nhé. Và cái trụ dáng hương đuôi cáo này, trụ dáng hương đuôi cáo này ạ, em xin phép được bán cái trụ dáng hương đuôi cáo đẹp xuất sắc này với giá chỉ có 750.000 thôi. Có rất là nhiều màu sắc trên một trụ cáo cô chú anh chị nhé. Có cây một mẹ vài con, có cây một cây thôi, hai cần hoa cong bút rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Đó, 750.000 và em không bao ship vận chuyển cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị nào mà lấy thì cọc giúp em 300.000 ạ. Ngoài ra thì ở đây em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1kg. Rêu rừng 50.000 trong 1kg ạ. Và duy xanh em bán là 50.000 cho một ống. Duy đỏ sẽ là 60.000 cho một ống này. Atonic 12.000 cho một gói nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ ạ. Và B12 giải độc cho cây với giá là B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 và liền da Mỹ Tiến 40 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Xúc thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Và B1 Thái 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Cắt tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn, giá 30.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm, Kim Kim Bun 25.000, Chicho Đề Ma 15.000. Và dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Em vẫn có sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đấy ạ. Hôm nay em bán gửi hàng chết cho khách rồi mà hôm nay hiện tại em quên mất, không nhớ mang ra. Cái sản phẩm mà em nghĩ rằng một người lấy thì chắc chắn là 10 người ưng. Một cái sản phẩm phải nói là cực hoàn hảo, bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Nên là nó sẽ cung cấp dinh dưỡng tối ưu và đặc biệt là hạn chế nấm bệnh. Hạn chế nấm bệnh và rất là lành tính, thoải mái cho chúng chị bón cũng như trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu dễ luôn. Em vẫn có dòng sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn lại cho em cái lô hàng thuần của ngày hôm nay, giá mỗi một giò hàng thuần, rất nhiều giò hàng là hàng lan đẹp như thế này đó, đen lô hàng đột biến, rồi là những cái chậu Hawaii, những cái giò trầm trắng, trầm đỏ, giá có hơn 100.000, 110.000 cho một cái chậu lan rất là đẹp luôn như thế này. Rồi em xin phép được dừng clip ở đây và chúc cô chú anh chị, các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ.